Chào các em học sinh khối lớp 10 trường Trung học phổ thông Chi Lăng. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau phân tích bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nhé. Thứ nhất, cô sẽ cho chúng ta tìm hiểu về ngôn ngữ nghệ thuật. Một nhỏ là tìm hiểu về ngữ liệu, ví dụ trong sách giáo khoa. Cô sẽ cho chúng ta hai văn bản. Văn bản thứ nhất là văn bản cô tự đọc, đó là miêu tả về cây sen. Văn bản thứ hai là các em xem dùm cho cô cái ví dụ trong sách giáo khoa trang 98 bài ca dao cây sen. Văn bản thứ nhất miêu tả về hoa sen như sau. Hoa sen được biết đến là một loài hoa tượng trưng cho bản sắc dân tộc Việt Nam, là quốc hoa của dân tộc bởi sự giản dị, thanh khiết của loài hoa này. Hoa sen thường có hai loại, hoa sen trắng và hoa sen hồng. Tuy nhiên hoa sen thường phổ biến hơn và được trồng rộng rãi hơn. Hoa sen thường nở vào mùa hè. Vào những khoảnh khắc chớm hè đầu tiên, người ta thường nhìn thấy những nụ sen còn e ấp, chứng chiếm ẩn mình sau những chiếc lá. Khi sen chưa nở, những cánh hoa còn hơi ngả xanh, chụm vào nhau như ôm chặt lấy đài sen, còn chưa phát triển. Lá sen khi ấy đắm mình dưới dòng nước trong xanh trôi lên đên trên mặt nước. Như vậy thì rõ ràng các em thấy là gì? Văn bản thứ nhất đó là sử dụng những cái từ ngữ trung hòa, diễn đạt thì nó không được bóng bẩy và nó chỉ sử dụng được một cái biện pháp thôi, đó là cái biện pháp miêu tả về cây sen, nhưng từ ngữ của nó thì nó là miêu tả về cái cây sen bình thường, nó không mang cái hình ảnh gọi là cái nghĩa ẩn dụ hay là so sánh. Còn đối với bài ca dao số 2, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì rõ ràng các em thấy bài ca dao trong sách giáo khoa, ví dụ sách giáo khoa trang 98, khi đọc lên thì các em thấy rõ ràng những cái từ ngữ này nó gợi hình, gợi cảm và nó diễn đạt rất là sinh động. Hình ảnh và màu sắc thì phong phú đa dạng như lá xanh, bông trắng, nhị vàng. Ngoài ra thì cái trong bài ca dao này không chỉ đơn thuần là miêu tả về cây hoa sen, mà bên cạnh đó nó lại tượng trưng cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, dù sống trong hoàn cảnh nào, dù sống trong một cái xã hội bất công hay chịu áp bức như thế nào, thì họ vẫn giữ được cái tâm hồn thanh cao, sự trong sáng thuần khiết của họ. Như vậy thì rõ ràng các em thấy giữa văn bản số 1 và văn bản số 2 nó đều miêu tả về cây hoa sen, nhưng nó khác nhau ở chỗ là về cái cách diễn đạt từ ngữ và cái cách sử dụng từ ngữ, sắp xếp từ ngữ đồng thời với cách sử dụng các biện pháp tu từ. Như vậy thì đến đây chúng ta có thể kết luận rằng bài ca dao số 2, cái văn bản số 2 là bài ca dao nói về cây sen, đó là sử dụng cái ngôn từ nghệ thuật hay người ta còn gọi là ngôn ngữ nghệ thuật. Như vậy thì chúng ta sẽ đi đến một cái kết luận, ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm, được sử dụng trong các văn bản thuộc lĩnh vực văn chương như tự sự, trữ tình hay là sân khấu. Rồi, cô sẽ cho chúng ta thêm ba cái phân loại, các em nhìn cho cô ha. Chúng ta sẽ đi vào phân loại ngôn ngữ nghệ thuật thì chúng ta có ba loại là ngôn ngữ tự sự, ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ sân khấu. Ngôn ngữ tự sự thì thường nó xuất hiện trong truyện ngắn, chẳng hạn như là trong cái đoạn trích Chí Phèo của Nam Cao, cô cho các em ví dụ đó. Chí Phèo mở mắt thì trời đã sáng từ lâu, mặt trời chắc đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài đủ biết, nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn mới chỉ là hơi lờ mờ. Đó là cái ngôn ngữ tự sự, tức là người ta sử dụng dùng trong cái những cái truyện ngắn. Cái ngôn ngữ thơ là bài ca dao cô vừa đọc cho chúng ta nghe, đó là bài ca dao về cây sen, cũng được gọi là ngôn ngữ thơ nè. Rồi bài ca dao về thân em như tấm lụa đào vấp vơ giữa chợ biết vào tay ai, cũng là ngôn ngữ thơ nè. Hay là cái bài Nhàn của Nguyễn Bính Khiêm cũng được gọi là ngôn ngữ thơ nè. Rồi thứ hai là ngôn ngữ sân khấu. Ngôn ngữ sân khấu thì ví dụ như là kịch. Kịch trên sân khấu tức là những cái nhân vật được nói chuyện với nhau, đối thoại với nhau trên sân khấu mà chúng ta hay xem đó, cũng được gọi là ngôn ngữ sân khấu. Thì ở đây cô trích một cái giai thoại, một cái đối thoại giữa Vũ Như Tô và Đăng Thiềm trong cái kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng mà lên năm 11 các em sẽ được tiếp xúc. Vũ Như Tô: có chuyện gì mà bà chạy hớt hơ hớt hải, mặt bà cắt không còn một hột máu? Đăng Thiềm thở hổn hển: nguy đến nơi rồi ông cả ơi. Đó, như vậy thì chúng ta thấy đó chính là cái ngôn ngữ sân khấu.
Rồi, cái thứ hai chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chức năng của ngôn ngữ. Như vậy thì chúng ta thấy chức năng của ngôn ngữ đó là hai chức năng, đó là chức năng thông tin và cái chức năng thẩm mỹ. Về cái chức năng thông tin đó là nó mang lên cái đặc điểm, cái tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng. Còn chức năng thẩm mỹ là nó biểu hiện cái đẹp, nó khơi gợi và nó nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ của con người. Cô sẽ lấy cái ví dụ về bài Ca dao cây sen để chúng ta thấy. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. À, như vậy thì chúng ta thấy là nó mang đến cho chúng ta một cái thông tin là miêu tả về cây sen, về cái nơi sống, cấu tạo hương vị, cũng giống như là cái sự thuần khiết, cái sự tinh khiết, cái sự trong sáng, trong trong sạch của cây sen, của cây hoa sen. Nhưng bên cạnh đó nó lại mang một cái chức năng thẩm mỹ, đó là gì, là cái thể hiện cái đẹp, cái đẹp có thể hiện hữu và bảo tồn trong môi trường có nhiều cái xấu. Tức là nó mang cái hình ảnh ẩn dụ, cây sen tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ, đồng thời cây sen cũng là tượng trưng cho một tầng lớp người nào đó trong xã hội. Nhưng cái những cái tầng lớp người này thì họ lại tiếp xúc với nhiều thành phần xấu trong xã hội. Họ vì cái cuộc sống mưu sinh như thế nào đó mà họ phải dấn thân vào, họ phải có cái gọi là cái sự tiếp xúc với những cái thành phần xấu. Tuy rằng họ tiếp xúc nhưng mà họ vẫn là người tốt, họ vẫn là sống một cái cách gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Như vậy thì rõ ràng các em thấy là chức năng thông tin là thông tin đến chúng ta những đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng. Còn chức năng thẩm mỹ là nó khơi dậy cảm xúc, nó biểu hiện cái đẹp và nó cho chúng ta cảm nhận được, nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta, cảm nhận được cái cho chúng ta cảm nhận được cái tính chất thẩm mỹ của sự vật, hiện tượng đó. Chúng ta sẽ đi vào hai la mã, đó là đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật. Thì khi nói về đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật thì chúng ta có ba đặc trưng. Cô sẽ cho chúng ta phân tích cho chúng ta cái đặc trưng thứ nhất, đó là tính hình tượng. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là gì? Cô sẽ cho chúng ta một cái ví dụ, đó là các em sẽ cùng cô phân tích cái ví dụ sau đây, đó là bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương. Quả cao nho nhỏ miếng trầu hôi này của Xuân Hương đã quệt rồi, có phải duyên nhau thì thắm lại đừng xanh như lá bạc như voi. Bài thơ trên có những hình ảnh nào và được thể hiện bằng những từ ngữ như thế nào? Thì các em thấy rõ ràng là với những hình ảnh là quả cao, miếng trầu, nhưng ở đây lại là miếng trầu hôi, rồi xanh như lá, rồi bạc như voi. Đấy, và nó được thể hiện qua những cái từ ngữ như quả cao thì nho nhỏ, miếng trầu thì lại hôi. Vậy thì chúng ta rõ ràng không phải chỉ đơn thuần là những cái từ ngữ, những hình ảnh đó, mà nó bên cạnh đó nó thể hiện một cái ẩn ý mà Hồ Xuân Hương muốn thể hiện trong bài thơ trên. Đây, như vậy thì các em thấy là gì? Qua cái bài thơ trên, bằng những cái từ ngữ, bằng những cái hình ảnh sinh động như thế và pha lẫn vào trong đó là các biện pháp tu từ, ẩn dụ, so sánh, Hồ Xuân Hương đã giới thiệu cho chúng ta về miếng trầu. Nhưng đồng thời qua miếng trầu đó chúng ta lại liên tưởng đến vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ. Miếng trầu hôi, quả cao nhỏ là thân phận của người phụ nữ, miếng trầu hôi là thân phận nhỏ bé của người phụ nữ trong xã hội cũ. Họ bị xã hội phong kiến vùi dập, họ bị chà đạp, họ bị tước đi cái quyền được hưởng hạnh phúc của bản thân họ. Cho nên tác giả đã lên tiếng tố cáo cái xã hội phong kiến đã chà đạp lên quyền sống, quyền hưởng hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội cũ. Đồng thời tác giả thể hiện được cái khát vọng lớn lao của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến, đó là khát khao được tự do và hạnh phúc. Như vậy thì đến đây chúng ta sẽ đi đến một kết luận. Hình tượng là cách diễn đạt thông qua một cái hệ thống hình ảnh, màu sắc, biểu tượng để người đọc dùng tri thức vốn sống của mình liên tưởng, suy nghĩ và rút ra những bài học nhân sinh nhất định. Về hiệu quả thì nó tạo tính đa nghĩa cho ngôn ngữ và văn bản nghệ thuật. Tính đa nghĩa nó liên quan mật thiết với tính hàm xúc. Cách tạo tính hình tượng là chúng ta sử dụng các biện pháp tu từ, có thể là ẩn dụ, có thể là so sánh, lựa chọn các từ ngữ và sắp xếp theo dụng ý của người viết. Còn cô có thể cho các em một cái ví dụ như là thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Như vậy thì cái tính hình tượng nó được thể hiện ở cái từ thuyền và bến. Đấy, cái tính hình tượng được thể hiện ở chỗ là gì? Thuyền tượng trưng cho người con trai, bến tượng trưng cho hình ảnh của người con gái.
Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Như vậy thì hai cái từ ngữ này cho chúng ta biết được đó là gì, là nói về ẩn ý trong đó, cái hàm ý trong đó là gì, nói về cái sự lo lắng, cái sự nhắn gửi trong tình yêu mà người phụ nữ dành cho người con trai đó. Rồi tiếp tục, hai nhỏ đó là tính truyền cảm. Các em cũng xét cái ví dụ bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương, và chúng ta sẽ xét thêm một cái câu trong cái Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Như vậy thì qua hai cái ví dụ trên, bài thơ Mời trầu và cái câu thơ trong cái Bình Ngô Đại Cáo là nướng nhân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Em cảm nhận được tình cảm thái độ của tác giả như thế nào? Vì sao lại nhận thấy được điều đó? Và qua đây tác giả gửi gắm điều gì đến người đọc? Các em thấy, chúng ta sẽ xét tình cảm và thái độ của tác giả, đó là một sự ớn hỏi về tình cảm, tình yêu để bộc lộ khát vọng hạnh phúc, tình yêu đầm thắm thủy chung. Cách biểu đạt, từ ngữ chỉ hành động, mời trầu, tên trầu, màu sắc thì màu xanh mà bạc. Biện pháp tu từ, ẩn dụ so sánh, nhắn gửi tình yêu cần phải có. Xin lỗi, nhắn gửi trong tình yêu cần phải có tình cảm chân thành, thủy chung và trọn vẹn. Đó là bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương. Còn cái câu ca, cái câu thơ nướng nhân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ, thì các em thấy bằng những cái cách nói phóng đại như vậy thì Nguyễn Trãi đã làm, đã tạo ra cho cái người đọc cảm nhận được một cái tội ác của giặc Minh, đúng không? Tội ác của giặc Minh là nướng nhân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Thì tính truyền cảm này nó thể hiện rõ luôn trên cả hai câu thơ trên. Trên cả hai câu văn mà nhà thơ đã thể hiện. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ đi đến một cái kết luận. Kết luận về tính truyền cảm. Tính truyền cảm của ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện ở chỗ là làm cho người đọc hay người nghe cùng vui, cùng buồn, cùng yêu thích như chính người nói hoặc người viết. Từ đó nó tạo ra sự giao cảm hòa đồng, cuốn hút và gợi cảm xúc. Ví dụ tính trùng trùng câu cho các em một cái ví dụ ha. Một cái ví dụ như sau. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Thì tính truyền cảm trong bài, trong cái câu thơ cô vừa đọc, nó thể hiện một cái vấn đề, đó là gì? Là cái tác giả muốn gửi gắm đến cho cái người đọc thấy được rằng là gì, trong cuộc sống chúng ta cần phải có tình yêu. Trong cuộc sống chúng ta cần phải có nỗi nhớ, đúng không? Đó, như vậy thì tính truyền cảm là người đọc sẽ cảm nhận được cái tình cảm, cảm xúc thông qua những cái câu thơ đó, để chúng ta thấy được là gì, chúng ta cùng yêu, cùng vui, cùng buồn và cùng cảm nhận được một cái nỗi đau nào đó của chính người viết, người viết đã nói, người viết đã thể hiện trong cái từng câu chữ của họ. Để tạo được cái tính truyền cảm thì người nói hoặc người viết cần phải lựa chọn ngôn ngữ để miêu tả, bình giá đối tượng khách quan, ví dụ đó là truyện và kịch, và tâm trạng chủ quan thì đó là thơ trữ tình. Thì chúng ta thấy là chúng ta đọc học rất là nhiều bài thơ, ví dụ bài Nhàn của Nguyễn Minh Khiêm này thì tính truyền cảm rất là cao nè. Một mai một cuốc một cần câu, thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là gì, những cái câu thơ trong cái bài thơ mà Nhàn của Nguyễn Minh Khiêm nó mang đến chúng ta một cái tính truyền cảm rất là sâu sắc ở chỗ này, là chúng ta cảm nhận được cái nỗi lòng của một người, một vị quan có tài, nhưng mà sao các em đã cáo quan về ở ẩn vì một cái lý do nào đó, hay là vì bất đắc chí chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta cảm nhận được cái điều mà tác giả được thể hiện trong cái từng cái câu thơ, và đó chính là cái tính truyền cảm. Giờ chúng ta sẽ so sánh cách dùng ngôn ngữ trong diễn đạt của hai nữ nhà thơ. Đây, thứ nhất đó là bài thơ Chiều hôm nhớ nhà của bà Nguyễn Thanh Quang và Mời trầu của bài thơ của tác giả Hồ Xuân Hương. Trời chiều bảng lãng bóng hoàng hôn, tiếng ốc xa đưa vắng trống dồn. Gác mái ngư ông về viễn phố, gõ sừng mục tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dăm liễu xương xa khách bước dồn. Kẻ trốn chương đài người lữ thứ, lấy ai mà kể nổi hàng ôn. Và bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương, thì nội dung của cả hai bài thơ này đều thể hiện chung, đó là khát vọng hạnh phúc,
Nhưng về cách dùng từ thì chúng ta thấy bà Nguyễn Thanh Quang sử dụng những cái từ ngữ thì Hán Việt, sử dụng những cái điển cố, những sắc thái trang trọng. Còn Hồ Xuân Hương thì chúng ta thấy là gì, lời ăn tiếng nói hàng ngày, sắc thái suồng sã hay là xưng ngôn, ví dụ như là miếng trầu hôi nè, quệt rồi nè, phải không, rồi xanh như lá bạc như voi. Còn của bên từ ngữ của bà Hồ Nguyễn Thanh Quang thì bà sử dụng những từ ngữ Hán Việt, ví dụ như là, hay là sử dụng những điển cố như là liễu nè, gõ sừng nè, gác mái ngư ông nè, đấy, rồi hoàng hôn nè, rồi chương đài nè, vân vân. Đó, đó là những cái từ ngữ hay cách dùng từ của hai bà thì hoàn toàn khác nhau. Về giọng điệu thì chúng ta thấy giọng điệu của bà Nguyễn Thanh Quang thì nhẹ nhàng, trang trọng, quý phái, còn giọng điệu của Hồ Xuân Hương thì mạnh mẽ, quyết liệt, thể hiện được sự đấu tranh cho người phụ nữ. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ so sánh cách dùng ngôn ngữ trong cái diễn đạt của Nguyễn Khuyến, Ông Phỗng Đá và Tú Sương, đó là Năm Mới Chúc Nhau. À, ông Phỗng Đá: ông đứng làm chi đó hỡi ông, chơi chơi như đá vững như đồng, đêm ngày gìn giữ cho ai đó non nước đầy vơi có biết không. Hay là Năm Mới Chúc Nhau của Tú Sương: lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu, phen này ông quyết đi buông cõi thiên hạ bao nhiêu đứa giả trọng. Thì nội dung của bài thơ là, bài thơ Ông Phỗng Đá là bày tỏ cái lòng yêu nước, nỗi buồn trước thực trạng đất nước mất chủ quyền. Còn của Tú Sương thì lên án cái cách sống thực dụng. Cách dùng từ ngữ là những cái từ ngữ sắc thái nhẹ nhàng, dùng từ Hán Việt. Còn của Tú Sương là sử dụng sắc thái suồng sã, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày. Giọng điệu thì châm biếm nhẹ nhàng thâm thúy, của Tú Sương thì châm biếm rất là mãnh liệt, quyết liệt. Như vậy thì rõ ràng các em thấy hai cái ví dụ, cô cho các em hai cái ví dụ để so sánh về bà Nguyễn Thanh Quang, Hồ Xuân Hương, so sánh Tú Sương với Nguyễn Khiến vừa rồi, để các em thấy mỗi một tác giả, mỗi một nhà văn nhà thơ đều có cách sử dụng từ ngữ riêng, cũng cùng một cái đề tài viết về người nông dân, cũng cùng một đề tài viết về hình ảnh người phụ nữ, hay cũng cùng một đề tài viết về mùa xuân, nhưng tất cả các nhà thơ nhà văn đều thể hiện khác nhau. Để ví dụ như lúc nãy chúng ta tìm hiểu về cái ví dụ về cái bà Nguyễn Thanh Quang, bài thơ của bà Nguyễn Thanh Quang và bài thơ của Hồ Xuân Hương, chúng ta thấy rõ ràng cái cách dùng từ của hai bà hoàn toàn khác nhau. Hay là cái bài thơ Ông Phỗng Đá của Nguyễn Khuyến với bài thơ Năm Mới Chúc Nhau của Tú Sương cũng vậy, hoàn toàn khác nhau. Thì cái đó người ta gọi là tính cá thể, tính cá thể, kính cá thể hóa. Vậy thì tính cá thể hóa tức là gì? Mỗi nhà thơ, nhà văn đều có sự khác nhau trong cách dùng từ, đặt câu và cách sử dụng hình ảnh, bắt nguồn từ cá tính sáng tạo của người viết để tạo nên giọng điệu riêng hay là phong cách nghệ thuật riêng của từng nhà văn, nhà thơ trong sáng tạo nghệ thuật. Đấy, người ta gọi đó là tính cá thể. Tính cá thể. Như vậy thì các em thấy rõ ràng là, ví dụ cho các em một ví dụ viết về mùa xuân, nhưng mà cái cách viết của Xuân Diệu lại rất mới lạ, rất tây và không ai viết giống ông cả. Ông viết như thế này coi: hỡi Xuân Hồng ta muốn cắn vào ngươi, hay là tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Vậy thì không ai mà có thể dùng cái từ ngữ của mình mà viết giống về mùa xuân, nhưng mà cảm nhận một cái cách táo bạo, mãnh liệt và rất tây như là Xuân Diệu. Thì cái đó người ta gọi là tính cá thể hóa riêng của một ai đó, người ta gọi là tính cá thể. Người ta đã biến cái sáng tạo riêng của cá nhân của mình để làm nên một cái nội dung chung, nhưng nó thể hiện được cái phong cách của nhà văn nhà thơ. Đấy. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy là như lệ thì chúng ta thấy là chúng ta đi vào các em cái phần tổng kết, thì các em sẽ xem ghi nhớ trong sách giáo khoa cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ phần qua phần ba la mã, đó là phần luyện tập. Các em xem cho cô cái bài tập số 4 sách giáo khoa. Đây, thì chúng ta sẽ đi vào, chúng ta sẽ so sánh ha, so sánh. Cái bài tập số 4 sách giáo khoa, trang 102, chúng ta sẽ so sánh ba nhà thơ Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khuyến và Lưu Trọng Lư. Về đặc điểm chung, về từ ngữ, về đặc điểm chung, xin lỗi, về đặc điểm chung, đặc điểm riêng. Đặc điểm chung thì chúng ta thấy cả ba bài thơ này thì cùng viết về mùa thu. Về đặc điểm riêng thì chúng ta sẽ xét về từ ngữ, về nhịp điệu, về hình tượng. Ví dụ như bài thơ của Nguyễn Đình Thi, xin lỗi, bài thơ Nguyễn Đình Thi: mùa thu nay khác rồi, tôi đứng vui nghe giữa núi đồi, gió thổi rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới, trông biết nói cười thiết tha.
Thì về từ ngữ thì ông đã dùng cái từ ngữ là miêu tả trực tiếp về hình ảnh và cảm xúc về mùa thu. Về nhịp điệu thì ông sử dụng là nhịp 3-2 hay là 4-3 hay là 2-3. Về hình tượng thì có bầu trời thu tràn đầy sức sống mới. Còn bài thơ mùa thu của Lưu Trọng Lư: Em không nghe mùa thu lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Đấy, gì thì tác giả đã dùng âm thanh để gợi lên cảm xúc. Đấy, nhịp điệu 3-2 và âm thanh này là âm thanh xào xạc của lá vàng chỉ mùa. Hay là trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, cành trúc lơ phơ gió hắt hiu, nước biếc trong như từng khói phủ, sông thưa để mặt bóng trăng vào. Thì đây là cái bài thơ Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến, là tác giả đã chỉ mức độ, dùng những cái từ ngữ để chỉ mức độ về khoảng cách, màu sắc, trạng thái, hoạt động. Đấy, để chỉ về mùa thu. Và nhịp điệu là dùng cái nhịp điệu 4-3. Về hình tượng đó là hình tượng bầu trời bao la, trong sáng, tĩnh lặng hay nhẹ nhàng. Đấy, thì về nhà các em coi lại, các em xem lại trong bài tập số 4, để chúng ta có một cái nhìn khái quát về cái đặc điểm riêng hay là về cái tính cá thể hóa của tác giả, của từng tác giả. Đồng thời các em làm cho cô cái bài tập số 2, số 3. Các em làm cho cô bài tập số 2 và số 3 trong cái cái vở bài tập của các em. Rồi, sau khi kết thúc cái bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thì cô sẽ cho các em một cái bài tập về nhà và các em làm vào tập. Tiếp tục các em lại làm vào phía sau cái bài học này trong tập của các em, và các em sẽ chụp hình và gửi lại cho cô và tương tác với cô, và cô sẽ chấm điểm cho chúng ta ha. Như vậy thì sau khi chúng ta học bài phong cách về ngôn ngữ nghệ thuật, các em nắm cho cô ba ý. Thứ nhất là chúng ta phải nắm được tính hình tượng, tính cảm xúc và tính cá thể hóa. À, như vậy thì chúng ta phải phải nắm được ba cái đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. À, cô nhắc lại ha, chúng ta kết thúc cái bài này là chúng ta phải tìm à, xin lỗi phải nắm được cho cô ba cái đặc trưng của phong cách, hay là ba đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, đó là tính hình tượng, tính truyền cảm và tính cá thể hóa. Đó là ba cái đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Sau đây đó là bài tập về nhà, phân tích các đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật trong đoạn thơ sau. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặt dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Đấy, như vậy thì các em về nhà các em phân tích các đặc trưng, tức là các em sẽ phân tích cho cô tìm ra những từ ngữ nào miêu tả tính hình tượng, những từ ngữ nào thể hiện tính truyền cảm, những từ ngữ nào thể hiện tính cá thể hóa. Đấy, như vậy thì nãy giờ cô đã cho các em ví dụ rồi, các em phân tích rồi, thì về nhà các em sẽ phân tích bài này cho cô. Tính hình tượng thể hiện ở chỗ nào, tính truyền cảm thể hiện ở chỗ nào, và tính cá thể hóa được thể hiện ở chỗ nào. Và các em làm vào phía sau bài học này trong tập của các em, và các em chụp hình lại, các em gửi cho cô, gửi cái file đó của các em cho cô. Rồi, chúng ta kết thúc bài học ở đây, và cuối cùng cô chúc cho các em học tốt. Mong rằng là những cái tiết học sắp tới và chúng ta sẽ thành công, và sau khi chúng ta trở vào chúng ta học lại thì các em sẽ có những cái kiến thức khái quát để chúng ta tiếp tục cái chương trình học của mình, và chúng ta sẽ có một cái kỳ thi tốt hơn. Rồi, chào các em.